Còn tại Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này đã xảy ra tại tỉnh Zamora, phía tây bắc của thủ đô Madrid. Vụ cháy rừng đã xảy ra suốt từ ngày 15 tháng 6 nhưng do tình hình thời tiết cực đoan và nhiệt độ hơn 40 độ và gió giật tới mức 70 km/h đã khiến cho các nỗ lực dập lửa gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 30.000 hecta đất rừng. Còn ngày hôm qua tại Trung Quốc, hai tỉnh miền Nam của nước này đó là Quảng Đông và Giang Tây đã nâng cảnh báo lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn kéo dài. Thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, mức 1 khi mà lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 5 đã vượt kỷ lục. Chính quyền nước này yêu cầu người dân dọc các bờ sông di tản đến các khu vực cao hơn. Còn tại Việt Nam, dự báo trong ngày hôm nay, ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các vùng trũng thấp khu vực Nam Bộ khi mà mưa dông đang có xu hướng tăng lên. Thời gian mưa dông tập trung về chiều và chiều tối nay, dự báo có những điểm mưa vừa mưa to từ 25 cho tới 50 mm. Khu vực dễ có mưa to sẽ là miền Tây Nam Bộ, khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Cần phải đề phòng mưa dồn dập, nước không kịp thoát sẽ gây ra ngập úng cục bộ các tuyến đường trũng thấp ở đô thị. Bên cạnh đó thì trong cơn mưa dông cũng dễ kèm theo các hiện tượng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có chính ủy mới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. Hội nghị bàn giao nhiệm vụ và sơ kết 6 tháng đầu năm vừa diễn ra vào ngày hôm qua và trong số các hoạt động đáng chú ý đó là triển khai tháng cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy. Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phá hơn 170 vụ án mới với hơn 230 đối tượng phạm tội về ma túy. Còn tính từ đầu năm, các lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 500 vụ, thu giữ gần 700 kg ma túy các loại. 6 tháng cuối năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, ngăn ngừa tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Tạm dừng các hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng Vịnh Nha Trang, đặc biệt là Hòn Mun. Đồng thời khoanh nuôi các khu vực nhạy cảm trên Vịnh Nha Trang, yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Các đơn vị liên quan cần phải tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Hòn Mun, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, du khách, điều tra khảo sát và có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về thực trạng, nguyên nhân cũng như là đề xuất giải pháp để bảo vệ, phục hồi các rạn san hô.